hôm nay mình đi dắt thuốc này, giờ mình đi mình quay cái đường cho các bạn xem. Cái đường nó khúc gà dằn dữ lắm nha các bạn. Đường khó chạy dữ dằn lắm nha các bạn. Đường này dẫn vô trong cái đường để mình đi làm dắt thuốc. Đường không sớm, nhà cửa nó cũng thưa lắm nha các bạn. Nó khó chạy dữ dằn lắm. Giặt khúc gà không rồi các bạn. Quá trời khúc gà luôn nha các bạn. Các bạn giờ giặt dữ lắm. Khúc gà không. Mình vừa chạy mình vừa cầm tay, mình cầm một tay mình quay nữa các bạn. Giặt nó chạy luôn vậy đó. Đường khúc gà không các bạn. Nó chạy dữ dằn rồi. Bạn mọi người xem con đường khó chạy dữ lắm. Ở hai bên đường là mấy cái đám mì đó các bạn. Đường dẫn vô để mình đi làm giác thuốc. Bạn xem cái quê hương Tây Ninh của mình, mấy chỗ đường nông thôn khó chạy dữ lắm. Chứ dễ dàng đâu, bạn dòm thấy con gà không. Quá trình con gà các bạn không khó chạy dữ dằn luôn. Mình cầm quay chắc nó lắc nó rung dữ lắm các bạn ơi. Mình chạy con tay mình quay xa xa trên kia là cái bờ kinh các bạn thấy đó. Và chạy lát là mình cũng chạy lên cái bờ kinh đó mình dắt thuốc chạy lên bờ kinh đó. Cũng gà không. Bạn bên này là cái ao cá đó. Mấy bên đó là cái bên giặt này mình quay cho các bạn xem là cái ao cá ta nuôi. Con đường thì thôi các bạn đừng có gà nó khó chạy giặt dữ lắm nha các bạn đó. Các bạn xem vào kênh mấy anh đi dắt thuốc á. Đường thú gà không các bạn ạ. Giờ bắt đầu mình lại vào kênh rồi. Mình đang lên bờ kênh nha các bạn. Đó, mình đang chạy lên bờ kênh này. Đường sình không các bạn ạ. Mưa tối này nó có mưa các bạn. Giờ đường sình dữ lắm. Đó, xa xa đằng trước là mấy anh nó cũng chạy dắt thuốc như mình đó. Đó, nó chạy đằng trước đằng xa đó các bạn. Mình vừa chạy vừa quay, mình chạy từ từ. Cũng dám chạy nhanh. Đường bờ kênh cũng gà. Quá chân luôn các bạn, khó quay. Các bạn mọi người xem cái miền quê Tây Ninh của mình đi làm rất dài lắm. Bạn giờ xuống bên này là cái cánh đồng lúa với khu vực già các bạn, lát nữa mình dắt thuốc lên đến cái cánh đồng cái mặt đất luôn. Và mình đang chạy mình quay xuống cái bờ kênh các bạn xem. Mình trở lại với các bạn nha, dắt thuốc buổi chiều nè các bạn, mình đi từ trưa giờ mà giờ chiều mình mới quay nè. Nè coi cái anh ảnh dắt thuốc anh đẹp trai không các bạn? Các bạn xem nè, ở miền quê Tây Ninh mình có cái anh này anh dắt thuốc anh đẹp trai nè. Đó anh dục lên xe nè. Quay mặt xuống cho các bạn xem nè, cái anh đẹp trai nè, anh cười nè không các bạn? Mắc cỡ anh nhảy xuống xe anh chạy kìa. Các bạn với mọi người xem cái miền quê Tây Ninh mình làm nông nó vất vả dữ lắm nè các bạn thấy không? Vác xa lắm nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Tuốt trong xa lắm nha các bạn. Vác ra cực lắm nè. Vác lên xe.
Nè, các bạn với mọi người xem, đây là anh chủ thuốc, anh Phẻ nè. Năm nay anh canh tác thuốc, anh bị cũng thất thu nhiều lắm nha các bạn, bị mưa nó ngã đổ. Các bạn với mọi người xem chia sẻ, đám thuốc ảnh thì lá nó cũng phát triển tốt mà giờ mưa đổ ngã, anh dựng tiền công dữ lắm nha các bạn, tốn tiền nhiều lắm. Thuốc thì nó cao mà nó ngã dữ lắm, nó hư hại cũng nhiều mà nó cũng còn phát triển nha các bạn. Mình quay là đây là cái miền quê Tây Ninh của mình, cái cuộc sống làm nông á. Những cánh đồng thấp thì nó hư hại hoàn toàn, cánh đồng này nó cao hơn một chút xíu thì còn phát triển được, các bạn thấy không? Cái đám này nó cao hơn được chút thì nó hư hại ít, nó còn được phát triển cũng còn tốt. Người đi vô không thấy luôn nè các bạn, cái thuốc nó tốt. Anh chủ thuốc này giờ anh buồn luôn rồi các bạn ơi, thuốc ngã anh dựng nhiều quá anh buồn luôn rồi, anh cười gượng luôn rồi các bạn ơi. Mình đi vô cái rổng thuốc, trong đám thuốc cho các bạn mọi người xem chia sẻ nha. Thuốc tốt ghê các bạn mà nó ngã, dựng tiền công quá chừng luôn các bạn ơi. Đó, giờ em trai em vác gập thuốc ra là các bạn thấy không, đi vất vả không, thuốc nó vướng nè, đi nè vất vả luôn các bạn thấy không, thuốc mà nó cao khỏi đau luôn. Các bạn xem dòm nè, cái cuộc sống lao động ở cái miền quê mình nó vất vả lắm nha các bạn. Các bạn thấy là mệt luôn các bạn. Đó, quá xa luôn. Đó, nghe em trai này không, em than nữa rồi, vắt tay biến luôn nè các bạn. Là vắt tay biến luôn nè. Đó, cái miền quê mình làm vất vả ghê không. Vắt từ trong đám thuốc ra, cây thuốc nó vướng nó lòi nè. Ra tới đây là tay biến luôn nè các bạn. Đó, vác lên xe nè, cái em trai này ảnh than nè. Vác từ trưa đến vác giờ mệt quá rồi, ảnh than quá trời rồi. Đó các bạn thấy không? Đó, mà thấy cái miền quê Tây Ninh mình không? Nông dân người ta làm lao động rất là cần cù nha các bạn. Vác gập thuốc giờ thấy dữ không? Đó, các em này em còn cười nổi nè các bạn ơi. Than mệt mà vẫn còn cười. Đó, cái em ròm này em vác dữ lắm nè các bạn ơi. Em đó ốm nè anh vác. Các bạn coi xem mấy cái clip trước không, cái em ốm nè em vác nè. Từ cửa gập nào hôm nay các bạn thấy không, quá trời luôn rồi. Cực lắm nha các bạn. Xem chia sẻ đến cái miền quê Tây Ninh của mình, cái người lao động. Đó các bạn thấy nó bịch đến cỡ này nè mà vác được gập thuốc ra đi xa lắm nha các bạn. Đi mà đến được cái xe là cũng mệt luôn nha các bạn, vất vả chứ lắm rồi. Đó, đó cái em trai này nè các bạn, dòm mặt nè, tướng ốm vậy mà vất dữ lắm nha các bạn. Đó, cái anh này là anh Mười nè nha các bạn. Các bạn xem nè, tàu người thuốc nó bịch đi không thấy người ta, các bạn thấy không, vô rộng thuốc rồi là nó líp hết luôn rồi. Mình quay đến cho các cả các bạn chắc trên mọi miền đất nước xem để biết cái miền quê Tây Ninh của mình. Đó, bắt đầu luôn thấy không các bạn, đi được ra gập thuốc mà vác cỡ đó là đi nó khó khăn lắm, mà đi đường xa nha các bạn. Mình đứng đằng xa mình quay thấy cái chiếc máy cài tuốt và xa thấy không các bạn, nè máy cài xa lắm, ra cực lắm nha các bạn. Mình quay cái clip để chia sẻ trên mọi miền đất nước về cái quê hương của Tây Ninh của mình. Nông dân làm lao động nó cực khổ vất vả lắm, kiếm được đồng tiền là nó khó khăn lắm nha các bạn. Không phải như mọi cái chỗ khác thì mình chưa có đi đến, mình không có tìm hiểu được. Đó các bạn thấy không, cực khổ vất vả dữ lắm. Đi có bữa thì tối, vác tới tối mới đổ đèn lên luôn nha các bạn. Còn giờ là chiều còn sớm, trời nay bắt đầu lại chuyển mưa nữa các bạn ơi. Đó các bạn thấy anh này nè. Đó bắt đầu giờ anh vô anh vác nữa nè. Bữa nào về sớm thì không có đội đèn mà tối là đội đèn nha các bạn. Đó cái anh đẹp trai này đó, ảnh ra tới nữa nè các bạn ơi. Anh đẹp trai ráng mạnh đó. Anh đẹp trai đó. Vác cực lắm nha các bạn. Còn đường mà dẫn vô đám thuốc thì nó cũng khó khăn lắm nha các bạn. Xe Honda mình chạy là cũng vất vả luôn, chạy không được, phải đi bộ theo xe mới cài vô. Mình ghi hình chia sẻ đến đây thôi.
Các bạn xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho mình và cho mình một like nha. Hẹn gặp lại các bạn vào clip sau.